Jenny xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chương trình tin tức của đài truyền hình Việt Mỹ gồm có các tin chính sau đây. Tập Cận Bình kêu gọi Tổng thống Trump nới lỏng trừng phạt Triều Tiên. Iran kêu gọi Anh thả ngay tàu chở dầu bị tạm giữ. ICE chắc chắn sẽ bố loát di dân bất hợp pháp. Tổng thống Đài Loan ghé Hoa Kỳ bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu trên Biển Đông. Và sau đây là phần mở đầu tin tức với điểm tin thế giới, thưa quý vị. Jenny xin mở đầu cho phần điểm tin thế giới. Bắc Hàn cho biết là việc mua máy bay phản lực F-35 của Nam Hàn là hành động cực kỳ nguy hiểm. Vào hôm thứ Năm 11 tháng 7, truyền thông nhà nước Bắc Hàn đã trích dẫn một nhà nghiên cứu của chính phủ và cho biết rằng việc Nam Hàn mua lại máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Hoa Kỳ sẽ buộc Bắc Hàn phát triển và thử nghiệm các vũ khí đặc biệt để phá hủy những vũ khí mới. Trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin, một giám đốc nghiên cứu chính sách ẩn danh tại Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cho biết các nhà chức trách Nam Hàn là những người trờ trẽn và đáng khinh vì dám lớn tiếng bàn về việc hòa giải và hợp tác giữa hai miền Nam Bắc trong khi mua thêm vũ khí từ Hoa Kỳ. Nam Hàn đã nhận hai chiếc máy bay F-35 đầu tiên vào tháng 3 và còn nhiều máy bay dự kiến sẽ được chuyển đến trong năm nay. Họ đã đồng ý mua tổng cộng 40 chiếc máy bay tối tân với chiếc cuối cùng sẽ được giao vào năm 2021. Những lời chỉ trích gần đây nhất của Bắc Hàn về việc mua vũ khí của Nam Hàn được đưa ra khi quan hệ liên triều đã bị đình trệ. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã bị gạt qua bên lề cuộc gặp giữa Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại biên giới liên triều vào tháng 6, thưa quý vị. Tập Cận Bình kêu gọi Tổng thống Trump nới lỏng trừng phạt Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên trong cuộc gặp giữa hai ông ở Nhật Bản hồi tháng trước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu 12 tháng 7, Trung Quốc đã tham gia các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân liên tiếp của Triều Tiên, nhưng cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt nên được nới lỏng để khích lệ Triều Tiên vì đã cư xử tốt. Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói với phóng viên rằng ông Tập đã thông báo cho ông Trump về lập trường của Trung Quốc về Triều Tiên khi họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka. Trong cuộc gặp với Tổng thống Trump ở Osaka, Chủ tịch Tập đã thông báo cho ông về quan điểm có tính nguyên tắc của Trung Quốc về vấn đề bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy phía Hoa Kỳ thể hiện sự linh hoạt và có lý có tình với Triều Tiên, bao gồm cả việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt khi thấy phù hợp, ông Cảnh nói. Cả ông Tập lẫn ông Trump đều vừa hội đàm với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un trong thời gian gần đây. Ông Tập gặp trước hội nghị thượng đỉnh G20 trong chuyến đi tới Bình Nhưỡng, còn ông Trump gặp ông Kim sau hội nghị thượng đỉnh tại khu phi quân sự dọc biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Hoa Kỳ hy vọng thấy Triều Tiên đừng dừng triệt để chương trình hạt nhân của họ như là sự khởi đầu của quá trình phi hạt nhân hóa. Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 9 tháng 7 trước cuộc đàm phán mới với Bình Nhưỡng dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này, thưa quý vị. Cuộc họp của IAEA không mang lại kết quả cho Hoa Kỳ. Tin từ Geneva, Thụy Sĩ cho biết vào hôm thứ Năm 11 tháng 7, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết là cuộc họp khẩn cấp của cơ quan giám sát nguyên tử gọi tắt là IAEA của Liên Hợp Quốc vào hôm thứ Tư 10 tháng 7 được tổ chức theo yêu cầu của Washington để xem xét hành vi vi phạm thỏa thuận nguyên tử của Tehran đã không tạo ra được bất kỳ kết quả nào cho Hoa Kỳ. Washington đã sử dụng phiên họp của Hội đồng Giám sát Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để cáo buộc Iran về hành vi tống tiền sau khi họ vượt qua giới hạn của thỏa thuận về mức độ làm dầu trong tuần qua. Trong khi vấn đề vẫn đề nghị đàm phán với Tehran,
Iran cho biết là họ đang phản ứng với các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt của Hoa Kỳ đối với Tehran kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Washington ra khỏi thỏa thuận nguyên tử năm 2018. Iran cho biết là tất cả các hành động của họ đều có thể đảo ngược nếu Washington quay trở lại thỏa thuận, thưa quý vị. Hoa Kỳ nới lỏng lệnh cấm bán hàng cho Huawei. Chính phủ Mỹ hiện đang có các biện pháp cho phép các công ty Mỹ được tiếp tục làm ăn với đại công ty viễn thông Huawei của Trung Cộng, chỉ ít tuần sau khi đưa công ty nào vào sổ đen của Bộ Thương mại. Theo báo New York Times, hôm thứ Ba 9 tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ ông Wilbur Ross nói rằng chính phủ Mỹ sẽ cấp giấy phép cho các công ty Mỹ muốn làm ăn với công ty Huawei, miễn là không có đe dọa gì cho an ninh quốc gia. Một giới chức cao cấp ở Bộ Thương mại nói rằng điều này có nghĩa là các công ty sản xuất chip điện tử này có thể tiếp tục việc bán cho Huawei. Phát biểu cho ông Ross xác nhận loan báo bất ngờ hồi tháng 3 của ông Tổng thống Donald Trump sau cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Mỹ sẽ nới lỏng các biện pháp giới hạn làm ăn với Huawei để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tái tục đàm phán thương mại với Trung Cộng. Chỉ ít tuần trước đó, thì Bộ Thương mại Mỹ nói đã đưa Huawei vào hàng chục các công ty trực thuộc Huawei vào danh sách các công ty bị coi là nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ, coi như cấm không cho mua sản phẩm các công ty Mỹ nếu không có sự chấp thuận trước đó của chính phủ, thưa quý vị. Iran kêu gọi Anh thả ngay tàu chở dầu bị tạm giữ. Iran hôm thứ Sáu 12 tháng 7 kêu gọi Anh thả ngay một tàu chở dầu mà thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ hồi tuần trước vì nghi ngờ tàu này vi phạm các lệnh trừng phạt của châu Âu khi chuyển dầu tới Syria. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran nói với thông tấn xã nhà nước IRNA, đây là một trò nguy hiểm và có những hậu quả. Cái cớ pháp lý của việc bắt giữ là không có giá trị. Việc thả con tàu chở dầu là vì lợi ích của tất cả các quốc gia, phát ngôn viên Abbas Mousavi nói. Iran cảnh báo về các biện pháp có qua có lại nếu tàu chở dầu không được thả. Anh cho biết hôm 11 tháng 7 rằng ba tàu Iran đã cố chặn một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Anh đi qua eo biển Hormuz, nơi kiểm soát dòng dầu Trung Đông chạy ra thế giới. Nhưng các tàu đó đã quay lui khi đối đầu với một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh. Iran phủ nhận việc các tàu của họ đã làm như vậy. Căng thẳng giữa Iran và phương Tây đã tăng lên ở thời điểm một tuần sau khi Anh bắt giữ tàu chở dầu và London nói tàu British Heritage do công ty dầu khí BP vận hành đã bị tiếp cận ở eo biển giữa Iran và bán đảo Ả Rập. Ông Mousavi cáo buộc là Anh bắt giữ tàu chở dầu dưới áp lực của Hoa Kỳ. Những biện pháp rất hợp pháp như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng ở Vịnh Ba Tư, ông nói với IRNA. Anh thuộc số các bên châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Iran với 6 cường quốc, là thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi vào năm ngoái và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Washington siết chặt các lệnh trừng phạt từ đầu tháng 5, yêu cầu tất cả các quốc gia và công ty tạm dừng nhập khẩu dầu của Iran nếu không sẽ bị trục xuất khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, thưa quý vị. Dân số thế giới 8 tỷ tăng gần 3 tỷ chỉ trong 32 năm. Dân số thế giới đã phải mất nhiều ngàn năm mới lên được con số 5 tỷ người. Vào năm 1987, nhưng chỉ 32 năm sau đó, đang có gần 8 tỷ người hiện diện trên trái đất này, theo bản tin của CNN hôm thứ Năm 11 tháng 7. Sự bùng nổ dân số đang khiến các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hiệp Quốc lo ngại. Liên Hiệp Quốc vào năm 1989 đã chính thức chọn ngày 11 tháng 7 là ngày dân số thế giới để tạo ra sự chú ý về những vấn đề do tình trạng dân số phát triển quá nhanh gây ra. Theo hồ sơ quốc tế của cơ quan kiểm kê dân số Mỹ Census Bureau International Database, thì hiện có khoảng 7.58 tỷ người trên thế giới và sang đến năm 2050, thế giới này dự trù sẽ có thêm khoảng 2 tỷ người nữa. Các nhà kinh tế và dân số học nói rằng những vấn đề thế giới hiện phải đối phó do tình trạng đông đảo dân cư như thiếu nước dùng, ô nhiễm, đói ăn, bệnh tật sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Tuy vậy, việc gia tăng dân số không xảy ra đồng bộ. Có những khu vực dân số đã giảm khoảng 1% hoặc hơn kể từ năm 2010 tới nay. Theo Liên Hiệp Quốc thì hiện có 27 quốc gia và khu vực có tình trạng giảm sút dân số vì sinh xuất thấp hơn tự xuất, như là đang thấy tại Trung Cộng và Nhật, thưa quý vị. Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN thảo luận an ninh Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước ASEAN họp tại thủ đô Thái Lan thảo luận các vấn đề an ninh khu vực từ kiểm soát biên giới, khủng bố đến khai thác thủy sản bất hợp pháp. Cuộc họp bảo đảm tình bằng hữu, an ninh và hợp tác giữa các nước ASEAN mà nhờ vậy tăng cường tự do và ổn định ở khu vực của chúng ta. Lời của ông Pravit Wongsuwan là Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan phát biểu khai mạc. Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi nước có những ưu tiên riêng cũng như bị các thế lực bên ngoài
ảnh hưởng, nên nhiều khi có quan điểm lập trường hoàn toàn khác nhau, nhất là về các vấn đề liên quan đến Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền biển đảo của một số nước ASEAN với Trung Cộng. Đại diện các nước tham dự cuộc họp đồng ý nghiên cứu về đề nghị của phi lực tên về các nguyên tắc quản lý xung đột trên biển dựa trên xây dựng niềm tin, các biện pháp ngoại giao ngăn ngừa và quản lý căng thẳng một cách ôn hòa. Cuộc họp tại thủ đô Bangkok của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN diễn ra khi có tin Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Đô đốc John Richardson thảo luận với Tư lệnh Hải quân Trung Cộng Shen Zilong về những giải pháp giảm bớt nguy cơ căng thẳng trên Biển Đông, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.